Xin chào tất cả mọi người nhá Mình uh, giới thiệu mọi người cuộn led uh, 5m uh, tiktok Điều khiển bằng app Mọi người là quét cái mã này để tải app này Cái chỗ này là cổng cắm nguồn USB nhá Một cuộn 5m Anh em nào thích 10m thì mua hai cuộn Xong là cắm có rắc nối chờ ấy Nối liền với nhau được Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng app nhá Thì cái app này này Mình đã tải sẵn về rồi Quét camera rồi Kết nối bluetooth rồi nhá Đây là chế độ tắt này Bật này Chế độ này Chuyển màu này 16 triệu màu nhá, anh em chỉ cần nhích một tí nó sẽ sang màu khác. Chế độ tăng giảm sáng nhá. Giảm sáng, giảm sáng. Tăng sáng này. Chế độ nháy theo nhạc nhá. Đây mình đang nói nó đang thu âm vào cái mic này, nháy theo nhạc. Chế độ tiếp theo này. Nháy nhanh nháy chậm này, sẽ có một danh sách bên này, tùy anh em sử dụng. Mọi người mua về trải nghiệm dần dần, con này nó khoảng mấy trăm chế độ cơ. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn.